Từ xa xưa, đấu trường đã là một nơi khốc liệt trong lịch sử La Mã qua những hình thức giải trí gắn liền với những cuộc thách đấu bên trong. Mới lạ, độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện một đấu trường kịch tính với những chiến binh mạnh mẽ. Đấu trường Vlog, một sản phẩm của Vlog Plus, hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Lamborghini cơ, nhưng mà đang sửa hết rồi, cho nên là nếu mà lần sau đi chơi anh đón em xe máy. Tao mà biết nhà mày đâu thì xác định số 1 phố Quang Trung á. Được rồi, đợi đấy. Bây giờ mày thích đánh nhau không? Tao là tao quen hơi bị nhiều hội ở cái Hà Nội này đấy. Tao là tao quen hơi bị nhiều. Gọi nhanh lên. À, thằng này bật vờ lơ, mày thách tao đấy à? Ờ. À, được rồi, đợi đấy. Alo, đây phải hội phụ nữ Việt Nam không nhỉ? Whole world, hold on, know your song. Đừng dừng bước, hãy truy cập www.vlogplus.com để thể hiện chính mình trong không gian đấu trường của chúng tôi.